Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thưa quý vị, những hình ảnh quý vị vừa chiêm ngưỡng là của trạm vũ trụ Thiên Cung, trạm vũ trụ đầu tiên do một nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc, tiến hành xây dựng. Kể từ khi tàu vũ trụ Vostok của Liên bang Xô Viết cũ chở nhà du hành Yuri Gagarin hoàn thành một vòng quỹ đạo trái đất vào ngày 12 tháng 4 năm 1961. Phi hành gia Mỹ Neil Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969. Nhân loại đã có nhiều bước tiến lớn trong công cuộc chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, đa số thành tựu đều đến từ các nước Âu, Mỹ, nơi khoa học công nghệ phát triển vượt bậc. Bởi vậy, khi Trung Quốc bắt đầu khởi công lắp ráp Thiên Cung, nó trở thành một dấu mốc lớn cho nền khoa học vũ trụ châu Á. Vậy trạm vũ trụ đầu tiên của châu Á có điều gì đặc biệt? Nó được sử dụng cho mục đích nào? Xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc được xây dựng theo cấu trúc 3 mô-đun hình chữ T, với mô-đun lõi thiên hỏa ở chính giữa và 2 mô-đun thí nghiệm là Vấn Thiên được phóng lên vào tháng 7 năm 2022 và Mộc Thiên được cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CNSA ngày 1 tháng 11 thông báo đã ghép nối thành công ở hai bên. Không gian sống trong trạm là 110 mét khối với 6 phòng ngủ, 2 phòng tắm và sức chứa 6 phi hành gia. Trạm vũ trụ này sẽ hoạt động ở quỹ đạo với độ cao từ 340 đến 450 km cách trái đất. Theo các chuyên gia, dù tuổi thọ thiết kế của trạm vũ trụ này là 10 năm, nhưng nó có thể hoạt động được hơn 15 năm nếu được bảo dưỡng hợp lý. Bay cách trái đất ở độ cao vài trăm km như vậy, không có khí quyển bảo vệ Thiên Cung, sẽ phải chịu sức nóng trực tiếp lên tới 150 độ C từ tia nhiệt mặt trời. Trong khi đó, nhiệt độ mặt sau lại giảm xuống âm 100 độ C. Trạm vũ trụ của Trung Quốc bắt buộc phải có trang bị về các công nghệ phân phối nhiệt tiên tiến, cụ thể là hệ thống kiểm soát nhiệt nhằm duy trì môi trường ổn định bên trong cabin, vừa giúp các bộ phận của trạm ở phạm vi nhiệt độ phù hợp để vận hành, vừa giúp các phi hành gia sinh hoạt thoải mái. Theo đó, mạch chất lỏng được coi là phần quan trọng của hệ thống kiểm soát nhiệt trong không gian bởi mới bao quanh những mô-đun chính, gồm mô-đun lõi và mô-đun phòng thí nghiệm bằng cách phân phối nhiệt cân bằng, hệ thống làm mát phần quá nóng và cũng làm ấm những nơi quá lạnh. Với một số chất lỏng nhất định lưu thông qua các ống, mạch chất lỏng sẽ mang theo nhiệt lượng dư thừa do các bánh răng và phi hành gia tạo ra, chuyển đến những thiết bị hoặc bộ phận khác. Mô đun Vấn Thiên với nhiều bộ thí nghiệm là bộ phận nặng nhất và lớn nhất của trạm Thiên Cung, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt nhất. Bên cạnh hệ thống kiểm soát nhiệt, các biện pháp thụ động khác cũng được áp dụng để giải quyết bài toán cân bằng nhiệt. Ưu điểm của nó là chi phí thấp, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ và rủi ro thấp, có thể kể đến như lớp phủ nhiệt hay sử dụng các vật liệu cách nhiệt khác nhau, giúp điều phối nhiệt độ cao hơn, thấp hơn sao cho hợp lý với từng bộ phận trên trạm vũ trụ. Tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin khoảng 577 giây sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã phân tách thành công với tên lửa Trường Chinh để đi vào quỹ đạo đã xác định, phi hành đoàn ở trạng thái ổn định, nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ đã thành công. Đáng chú ý nhất, cơ quan không gian có người lái Trung Quốc CNSA khẳng định phi hành đoàn này có khả năng tự sản xuất hơn 90% nước uống thông qua quá trình tái chế. Đồng nghĩa rằng họ chỉ cần khoảng 10% lượng nước cung cấp trực tiếp từ trái đất mà thôi. 6 hệ thống phụ tương ứng để sản xuất oxy bằng cách điện phân nước, loại bỏ CO2, loại bỏ khí độc hại, xử lý nước tiểu, xử lý nước và sản xuất nước bằng CO2 cũng như là hydro lên trạm Thiên Cung là chìa khóa giải bài toán về nước này. Theo các chuyên gia, hệ thống phụ sản xuất nước từ CO2 và hydro được lắp đặt trong trạm vũ trụ Thiên Cung mỗi ngày có thể tái chế 1 kg nước. Điều này giúp nâng tỷ lệ nước uống tái chế từ 80% lên hơn 90%. Thậm chí mồ hôi và nước tiểu của các phi hành gia cũng có thể được thu thập và lọc sạch để trở thành nước uống. Cũng theo CNSA, hệ thống hỗ trợ sự sống và kiểm soát môi trường là công nghệ then chốt cho những sứ mệnh có người lái của Trung Quốc, nhằm đảm bảo an toàn cho các phi hành gia và xây dựng một trạm vũ trụ có thể sinh sống cũng như là hoạt động tốt được. Tái chế thực phẩm là mục tiêu tiếp theo mà cơ quan này đang muốn chinh phục.
ba phi hành gia gồm Trấn Đông, chỉ huy Lưu Dương và Thái Húc Chiết của tàu Thần Châu 14 được chứng kiến tàu vũ trụ Thiên Châu 5 chở hàng hóa và tàu Thần Châu 15 dự kiến phóng vào cuối năm nay. Lắp ghép mô đun Thiên Hòa, trong đó Thiên Châu 5 được phóng ngày 12 tháng 11 năm 2022, mang theo khoảng 5 tấn hàng hóa vật liệu và 1,4 tấn nhiên liệu. Phó Giám đốc Thiết kế Hệ thống tại Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc Trương Trấn Hoa cho biết, Thiên Châu 5 lần này sẽ có 5 bộ thiết bị tải trọng cho 3 thí nghiệm không gian. Thiên Châu 5 được trang bị 8 thùng chứa, trong khi Thiên Châu 3 và 4 mỗi chiếc chỉ có 4 thùng. Về Thiên Châu 6, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để tăng khả năng vận chuyển của nó, có thể bằng cách tăng thể tích của cabin. Nhờ đó, số hàng hóa chuyên chở thêm được sẽ khoảng 500kg nữa. Chắc chắn nó sẽ là tàu chở hàng cải tiến nhất của gia đình Thiên Châu. Nhiệm vụ của ba phi hành gia Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Chiết là đi vào mô đun lõi Thiên Hòa, lưu trú 6 tháng trên quỹ đạo để bảo trì, chặn thiên cung, đồng thời thao tác cánh tay robot, lắp camera, toàn cảnh ngoài con tàu, chuyển giao các mô đun và nhiều thí nghiệm công nghệ khoa học vũ trụ khác. Đặc biệt, thiết lập cây cầu vượt Thiên Kiều để đi bộ bên ngoài các mô đun. Và đây cũng là lần đầu tiên các phi hành gia thực hiện việc đi bộ giữa các khoang bằng cây cầu này. Đây là chuyến đi bộ thứ 3 của các phi hành gia tàu Thần Châu 14, nhưng là chuyến đi đầu tiên sau khi trạm vũ trụ Trung Quốc được lắp ráp thành cấu hình cơ bản chữ T, đòi hỏi cao hơn về độ phức tạp và chính xác của các hoạt động. Chiến Thần Châu 14 đã lập một kỷ lục về thực hiện các hoạt động ngoài không gian. Chúng ta phải khen ngợi hiệu suất của toàn bộ phi hành đoàn, nó đạt đến độ hoàn hảo. Sự phối hợp ăn ý giữa bộ phận mặt đất và không gian cũng rất tốt. Nhiệm vụ lần này đã xuất sắc hoàn thành. Đáng chú ý, vừa qua, 3 thành viên phi hành đoàn trên tàu Thần Châu 14 đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với nhóm học sinh một trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác ASEAN do Trung tâm ASEAN Trung Quốc, Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc phối hợp thực hiện. Các em học sinh và giáo viên đã có cơ hội trực tiếp nghe về cuộc sống không trọng lực của các phi hành gia bên ngoài không gian. Trên thực tế, sau khi trạm vũ trụ quốc tế ISS ngừng hoạt động trong một vài năm tới, Thiên Cung của Trung Quốc có thể sẽ trở thành trạm vũ trụ duy nhất còn hoạt động. Mặc dù cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc cũng bày tỏ thái độ sẵn sàng tiến hành hợp tác quốc tế và cho phép các phi hành gia không phải là người Trung Quốc được tham gia những nhiệm vụ ở trên trạm vũ trụ này, nhưng trước đó, tranh cãi đã xảy ra trên mạng xã hội hỏi đáp Kura khi Thiên Cung chỉ sử dụng tiếng Trung mà không có tiếng Anh, một ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất hiện tại. Một tài khoản nêu vấn đề tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ duy nhất sử dụng trên trạm vũ trụ mới, đó là chứng cứ cho thấy quốc gia này bị cô lập và đang loại bỏ các nhà khoa học nước ngoài bằng việc sử dụng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ quốc tế. Nhưng ở chiều ngược lại, có ý kiến phản đối rằng việc đặt vấn đề như vậy rõ ràng là cách bày tỏ thái độ ngạo mạn của phương Tây. Một tài khoản tên là Le Tremper lập luận các phi hành gia nói tiếng mẹ đẻ của họ. Với họ, đó là ngôn ngữ dễ sử dụng nhất. Tại sao ai đó lại hy vọng họ dùng một ngôn ngữ khác khi họ còn có việc quan trọng phải làm? Một người khác tên là Jim Bettinelli, tự nhận là kỹ sư nghỉ hưu thì cho rằng hầu hết chương trình không gian của Trung Quốc đều do các kỹ sư và nhà khoa học Trung Quốc đảm nhiệm. Vậy bạn nghĩ họ nên nói bằng tiếng gì? Số người nói tiếng Trung phổ thông nhiều hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác. Vậy tại sao quý vị nghĩ là họ cần dùng một ngôn ngữ quốc tế trong chương trình không gian của chính họ? Thật ngạo mạn. Những tranh cãi này làm dấy lên một câu hỏi khác, liệu các nhà khoa học quốc tế sẽ làm gì ở một trạm vũ trụ Trung Quốc? Khoảng giữa tháng 7 năm 2022, tiến sĩ Chitria Lasrod cho biết mình sẽ có chuyến công tác 31 ngày trên trạm Thiên Cung. Bà cùng nhóm cộng sự đang thử nghiệm chương trình nghiên cứu khối U của châu Âu và bước tiến cuối cùng sẽ là thử nghiệm lý thuyết của họ trên trạm vũ trụ. Bà đang luyện tập và dự kiến sẽ lên Thiên Cung trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026. Vâng thưa quý vị, dù gây tranh cãi như thế nào nhưng không thể phủ nhận Trung Quốc đang dẫn đầu châu Á trong khoa học vũ trụ. Năm 2003, nước này trở thành quốc gia thứ 3 đưa người vào vũ trụ sau Liên Xô cũ và Mỹ. Vài năm gần đây, Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh đầu tư và đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Và thành tựu mới nhất của Thần Châu 14 một lần nữa ghi dấu điều đó. Phần cuối của chương trình một lần nữa xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh trạm vũ trụ đầu tiên của châu Á do Trung Quốc vận hành.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.